Câu 5, cho hai số phức z1 bằng và z2 bằng, tìm số phức tổng. Thì ở đây các bạn phải cần nhớ đến kiến thức về tổng hai số phức chính là gì. Mình viết lại công thức trước nha các bạn. Ví dụ như số phức z1 bằng a1 cộng b1 y, thì z2 sẽ bằng a2 cộng b2 y. Thì từ đây các bạn sẽ có z1 cộng z2 sẽ bằng phần thực cộng phần thực, phần thực cộng phần thực. Để mình xóa chỗ này đi, phần thực cộng phần thực, được chưa? Phần ảo cộng phần ảo và nhân thêm y. Đó là kiến thức để giải câu 5. Vậy mình đã có z1 bằng 1 trừ 2y, z2 bằng 2 cộng y. Đây y chính là 1 nhân y đó các bạn. Rồi thì mình suy ra z1 cộng z2 phần thực cộng phần thực, 1 cộng 2 bằng 3. Rồi trừ 2 cộng 1 ra trừ 1 y. Rồi và các bạn chọn đáp án giúp mình. Đây 3 trừ y.